Crush ơi, tớ có điều muốn nói. Tớ đói bụng quá. Tớ đói bụng quá, tớ chưa ăn sáng, cậu có thể làm bữa sáng của tớ được không trời ơi? Tùng ơi. Hả? Em chưa ăn tối, em đói bụng quá à. Anh có thể làm bữa tối của em được không? Cách này có vẻ là không hiệu quả mình, tại vì anh Tùng Maruku cho ra anh ăn Tùng Maruku. Có một cái câu tỏ tình rất là hay cho những bạn nào mà giỏi vật lý. Vật lý. Các bạn chỉ cần hỏi, ví dụ Sara đi. Em có thuộc định luật vạn vật hấp dẫn của Newton không Sara? Không. Em không cần thuộc đâu, em chỉ cần nhớ định luật của em là hấp dẫn cuộc đời này. Trời ơi, này chuyên nghiệp quá mà vẫn thế, là chứng tỏ là gì, những cái cách này